lý do em tại sao ế? Hay làm việc chung với nam nhiều. Em học điện, lớp toàn nam nhiều luôn. Em cũng đi chơi với nam. Mấy bạn đó coi em như chiến hữu vậy chị ơi. Cái gì cũng gọi em tâm sự, kể em như là bạn tâm giao rồi. Chứ không có tiến được tới cái mức nào. Coi như nào. Là mấy dạ. Bạn trai với nhau dạ. Hả? Ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em thì rất là coi trọng lời hứa. Mọi người mà trễ rồi á là coi như em giận. Khuyết điểm của em chắc là do em nhớ dai. Ai mà làm gì em là em nhớ hoài vậy chị? Thù dai lắm hả? Dạ không, em nhớ dai thôi. Bây giờ bạn gái muốn tìm một bạn trai như thế nào? À, em thì em tìm một người có thể mà lắng nghe được em. Tại em á cũng hay nói lắm. Và nhiều lúc á em cũng nhoi lắm. Chịu được cái tính của em. Và còn một điều nữa, em cũng rất thích đi du lịch. Em đi du lịch bụi thôi chị. Thích đi lưu dịch bụi không bạn? Bạn trai quá thích luôn chị Cát Tường ơi. Nghe nãy giờ là bây giờ muốn kéo màn lên lẹ lẹ. Đâu lẹ vậy ông? Thích người con gái như thế nào? Thì dễ thương, vui vẻ. Thì cái chuyện mà hẹn hò, thời gian thì bắt buộc là phải chính xác. Mình thì cũng hay trên lệnh chút. Nhưng mà trên là thường là sớm hơn. Cũng không thích là chờ đợi quá lâu. Tại vì trong lúc chờ đợi thì nhiều cái chuyện xảy ra mà là bất ngờ. Dù là hẹn với cô này 7 giờ ngồi chờ, 7 giờ cô chưa tới, 7 rưỡi cô mới tới, là lúc đó có 7 giờ 15 có một cô khác đi ngang là đi luôn rồi đó phải không? Đâu có đâu chị Cát Tường, đang đứng nửa chừng mà cơn mưa xuống là xong luôn. Xong sao? Dạ là ở nhà. Là anh đi về. Rồi bây giờ mình có thể nói. Nhưng cô là cô thích. Ưu điểm là thích nấu ăn. Thể mà ai chọc giận mình là mình nấu cho ăn, ăn cho mập. Mà không biết là bạn Di là có thích ăn không ta? Dạ em thích ăn lắm mà. Chương trình bạn muốn hẹn hò về hơi phọt mất kênh truyền hình kênh CTV Nhật Bản được phát sóng vào lúc 15:20 thứ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh fanpage bạn muốn hẹn hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe.